Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì Tú Anh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới vô cùng hấp dẫn và lôi cuốn. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho Tú Anh bằng cách nhấn đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo khi có truyện mới. Like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện và không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp để giao lưu và tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thư giãn. Tôi vừa trở về nhà từ quán bar, mệt mỏi từ thể xác cho đến tinh thần. Bà tôi ngồi trên ghế sofa, ông khoanh tay mỉm cười. An Nhi, bà có một tin vui muốn nói với con đây. Sao thế ạ? Công ty phá sản rồi. Bà, ba buồn đến phát điên rồi, có đúng không ạ? Đó mà là tin vui sao? Con đang nghĩ gì thế? Ý ba là trong họa có phúc. Phúc gì có thể đến từ chuyện phá sản hả ba? Tôi có một linh cảm không lành. Nhà họ Cố chuẩn bị liên hôn với chúng ta đấy. Nhà họ Cố ư? Nhà họ Cố chỉ có duy nhất một người con trai là Cố Thiên Quân. Nhưng mà cách đây không lâu, anh ta đã bị mù do tai nạn giao thông. Vậy là tôi phải kết hôn với một người mù sao? Không thể nào, tôi vẫn chưa dạo chơi đủ, thanh xuân vẫn còn rất dài cơ mà. Ba, vậy là ba định bán con gái của ba đi sao? Tôi giống như đang đối mặt với một kẻ thù đáng sợ. Ba, thật ra con là người thích hai lòng, thích ngoại tình. Nếu như bước chân vào Cố gia, con sẽ bị người ta đánh cho gãy chân. Hơn nữa Cố Thiên Quân còn bị mù. Sao mà con có thể nói về chồng tương lai của mình như thế được? Bà tôi tức giận, mặt mày tím tái. Ba ngày sau, tôi cứ như vậy mà bị trói lên xe cưới. Tại hôn lễ, người chủ hôn lên tiếng. Anh Cố Thiên Quân, xin hỏi anh có bằng lòng cưới cô Khương An Nhi hay không? Người đàn ông trước mặt có đôi lông mày rất sâu, lạnh lùng và xa cách. Bộ vest đen lịch sự làm anh trông giống như ngôi sao trong báo điện ảnh. Tôi bằng lòng. Giọng nói của anh lạnh lùng vang lên. Một người mù xấu xí, một khối băng lớn. Anh tư tưởng muốn có được tôi sao? Đẹp trai thì làm sao mà mài ra ăn được? Người chủ hôn lại rời ánh mắt sang nhìn tôi. Cô Khương An Nhi, cô có bằng lòng gả cho anh Cố Thiên Quân để làm vợ không? Tôi lập tức hét lên. Không, tôi không muốn, tôi thực sự không muốn. Còn chưa nói xong thì vệ sĩ đứng đằng sau đã kịp thời bịt miệng tôi lại. Người chủ hôn vẫn giữ nụ cười đàng hoàng trên môi. Được rồi, có vẻ như hai người vô cùng yêu thương nhau. Đến nửa đêm, tôi lại tiếp tục bị trói và ném lên giường tân hôn. Tôi mắng ba đến mức cả miệng lưỡi đều khô khốc, rồi cứ như vậy mơ hồ ngủ thiếp đi. Đột nhiên có người mở cửa đi vào. Đôi giày da sang trọng dẫm lên sàn gỗ, tiếng động đập vào màng nhĩ của tôi. Tôi lập tức tỉnh táo mà la hét. Cứu, cứu mạng với. Cường Bảo, cứu mạng tôi với. An Nhi. Người đàn ông chậm rãi vuốt thẳng tay áo, giọng nói giống như tiếng mưa và một đêm mùa đông, làm cho tôi ớn lạnh. Anh muốn làm gì đây? Mặt tôi mở to, nhìn người đàn ông đó đang càng ngày càng tiến đến gần hơn. Cứu mạng tôi với. Anh ấy không phải là bị mù sao? Tại sao có thể đi vững vàng thế kia, thậm chí còn không dùng gậy để mò đường nữa? Cố Thiên Quân, làm ơn hãy để tôi đi. Dù sao thì anh cũng chẳng thích gì tôi. Tôi cũng không thích anh. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu cho anh một người phụ nữ khác. Bạn thân của tôi nhiều lắm. Người đó sẽ vừa xinh đẹp vừa dịu dàng. Tôi nói mà gần như khuỵu cả người xuống. Khuôn mặt kia chỉ cách tôi khoảng 10 cm, có một sự lạnh lùng đang tỏa ra. Đôi mắt đen đó rõ ràng là không thể nào nhìn thấy gì, thế nhưng lại tràn đầy áp bức và nguy hiểm. Nhưng chúng ta đã tổ chức hôn lễ rồi, An Nhi. Người đàn ông đứng thẳng lên, muốn đưa tay ra xoa đầu tôi. Tôi đã lập tức né tránh.
Không sao, có thể ly hôn ngay mà. Nhưng công ty của ba em cần tiền. Nghe đến đây thì tôi sững người. Đúng thế. Tôi trở về sau khi công ty phá sản. Nhà và xe có lẽ đã bán cả rồi. Số tiền nợ có lẽ mấy đời cũng không trả xong. Cả cơ thể tôi run rẩy, sắc mặt lập tức thay đổi. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Thật ra tôi rất bằng lòng gả cho anh. Dù sao thì anh cũng có tiền. Nhưng mà làm sao tôi có thể nói toẹt ra thế? Chỉ âm thầm nguyền rủa trong lòng thôi. Thôi đi, gả thì gả. Dù sao cũng chỉ là thêm một người chồng thôi mà. Chờ khi nào công ty của ba tôi phất lên rồi, tôi sẽ ly hôn ngay. Như vậy không phải là được rồi sao? Cuối cùng thì tôi cũng thông suốt. Tôi không dãy giụa mà mỉm cười với Cố Thiên Quân. Được rồi, chồng. Cố Thiên Quân sửng sốt. Đừng gọi như thế. Tôi càng không muốn nghe theo lời anh. Chồng, chồng à, chồng ơi. Đột nhiên tôi nhớ ra một điều gì đó. Nếu đã kết hôn rồi thì chúng ta đưa ra thỏa thuận một chút đi. Từ nay về sau anh không được chạm vào tôi. Tôi sẽ ngủ trên giường, anh thì ngủ trên sofa. Cố Thiên Quân bất đắc dĩ ôm trán. Trong nhà có phòng ngủ dành cho khách mà. Thế thì anh ngủ trong căn phòng đó đi. Sáng sớm tỉnh dậy, tôi phát hiện ra Cố Thiên Quân đã đến công ty rồi. Bị mù mà vẫn làm việc chăm chỉ thế. Không biết với đôi mắt không nhìn thấy gì, anh sẽ làm việc thế nào. Còn đang suy nghĩ, tôi cảm thấy nóng bừng bừng. Nhiệt độ điều hòa hiển thị 39 độ. Tôi tìm điều khiển ở khắp mọi nơi. Điều khiển đâu rồi? Hey Siri, bật điều hòa lên. Chẳng có Siri nào trả lời tôi. Tiểu Ái à, bật điều hòa lên. Vẫn là không có ai. Tôi lập tức giận dữ. Mấy thiết bị công nghệ trong nhà này bị làm sao vậy chứ? Tôi nổi điên, cởi hết quần áo trên người, ngã xuống ghế sofa mà đi ngủ. Tôi ngủ đến lúc trời tối. Cánh cửa nhà chợt mở ra, tiếng bước chân quen thuộc vang lên. Tôi giật mình tỉnh giấc. Đợi đã, đừng bật đèn. Tôi vẫn chưa mặc quần áo đâu. Trên người tôi chỉ có mỗi đồ nội y. Nhưng hình như đã quá muộn màng. Một tiếng bịch vang lên, đèn được mở sáng. Cố Thiên Quân đứng ở cửa, ánh mắt không tập trung. À, phải rồi, tôi quên mất, anh không thể nào nhìn thấy mà. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nằm dài trên ghế sofa. Trở về rồi đấy à? Nếu về rồi thì nấu cơm đi, tôi đói muốn chết đi được. Cả ngày nay em chưa ăn gì sao? Cố Thiên Quân không hiểu vì sao mà cả người cảm thấy có chút không được tự nhiên, ánh mắt lảng tránh. Không nhìn thấy mà vẫn biết ngại ngùng như thế sao? Tôi càng muốn trêu chọc Cố Thiên Quân. Vậy nên tôi bước xuống bằng đôi chân không đeo dép, đi đến trước mặt người đàn ông, gần như bám chặt lấy anh mà lên tiếng. Chồng à, chồng em có xinh đẹp không? Tôi nắm tay anh đặt lên eo của mình. Đôi mắt của Cố Thiên Quân đột nhiên co lại. Mặt anh lập tức đỏ bừng. Rất đẹp. Cố Thiên Quân quay đầu đi. Mắt anh không nhìn thấy được. Đúng là chẳng có gì thú vị. Nói xong tôi cũng rời đi. Giọng nói khó hiểu của Cố Thiên Quân từ đằng sau truyền đến. Không nhìn thấy ư? Ai nói với em là anh không nhìn thấy? Đến đây anh đột nhiên dừng lại. Đúng vậy. Anh bị tai nạn giao thông dẫn đến mất thị lực. Vậy anh mau chóng chữa trị đi chứ. Tôi bước lên cầu thang chuẩn bị đi tắm. Tắm xong vốn dĩ sẽ mặc áo choàng tắm đúng không nào? Nhưng mà nghĩ đến trong nhà chẳng có camera, chỉ có duy nhất một người chồng bị mù, tôi không thèm mặc gì luôn. Bởi vì ngủ mà không mặc gì cảm giác vô cùng thoải mái. Đúng vậy. Tôi chạy xuống cầu thang, nhìn thấy Cố Thiên Quân đang ngồi trên ghế sofa. Bật điều hòa có được không? Tôi không thể nào bật nổi, trong nhà nóng muốn chết đi được. Không có ai trả lời, tôi khó hiểu cúi đầu xuống, thấy Cố Thiên Quân đang ngồi yên lặng trên sofa, vành tai đỏ bừng, cúi đầu không nhìn tôi. Anh có nghe thấy tôi nói gì không đấy?
Tôi với tay nắm cổ áo của Cố Thiên Quân. Không ngờ một thứ chất lỏng màu đỏ chảy ra từ mũi của người đàn ông. Có nên nói với vợ rằng mắt mình đã khỏi không nhỉ? Đợi đã, là ai đang nói chuyện thế này? Cố Thiên Quân sao? Anh vừa nói cái gì cơ? Không đúng, vừa rồi miệng anh không cử động cơ mà. Chắc chỉ là ảo giác thôi. Vòng eo của vợ trông mềm mại thật đấy. Không biết ôm vào sẽ có cảm giác như thế nào. Tôi có thể nghe được tiếng lòng của Cố Thiên Quân sao? Trời đất, chân vợ dài quá, không biết đặt trên vai mình thì sẽ em. Nghe đến đây tôi mở to mắt, cả người nhảy dựng lên. Tôi bước tới bịt miệng của Cố Thiên Quân. Thôi đi, đừng nói nữa. Người trước mặt tôi hơi nhấn mày, bình tĩnh nhìn tôi. Anh có nói gì đâu? Không phải, tất nhiên là tôi biết không phải anh nói rồi. Nhưng mà điều kỳ lạ là tôi có thể nghe được tiếng lòng anh. Hơn nữa trong đầu anh đều là suy nghĩ cái gì vậy chứ? Vợ trừng mắt to như vậy, thực là đáng yêu. Thực sự muốn hôn vài cái. Tôi đột nhiên quay đầu, ánh mắt thờ ơ của người đàn ông đối diện với mắt tôi. Có chuyện gì sao? Tôi thấy rõ anh thản nhiên liếc nhìn miệng tôi. Thật đáng sợ. Rõ ràng đó là liên hôn, nhưng mà người đàn ông xa lạ này lại muốn tôi sao? Không thể nào chịu đựng được, không thể nào chịu nổi nữa mà. Khoan đã, tôi dường như đã quên mất một điều gì đó. Có phải vừa rồi anh nói đôi mắt mù của anh đã được chữa khỏi không? Tôi giơ tay lên vẫy vẫy hai cái trước mặt Cố Thiên Quân. Ánh mắt của người đàn ông không chuyển động mà có chút lơ đãng. Vận may là mình thông minh, nếu không để vợ phát hiện ra thì sau này mình sẽ không thể nào nhìn thấy cơ thể gợi cảm của vợ nữa. Trời đất, đến đoạn này tôi thực sự phải kéo khăn trải bàn che người, sau đó mau chóng chạy lên lầu gọi cho ba. Ba ơi, Cố Thiên Quân là đồ biến thái, ba mau chóng. Tiếng tút tút vang lên, điện thoại đã bị tắt máy. Đó chính là phong cách của ba tôi. Không được, không kịp nữa rồi. Ba bất nhân thì đừng trách con bất nghĩa. Tôi cứ chạy trước đã rồi tính sau. Tôi lập tức thu dọn một đống đồ đạc nhét vào trong vali, sau đó mở cửa lao ra bên ngoài. Tôi thế mà lại tông vào một lồng ngực vững chãi. Không sao chứ? Tôi được đỡ lấy, giọng nói rất quan tâm vang lên, nghe có vẻ xa cách và lịch sự. Nếu tôi không nghe thấy tiếng lòng của Cố Thiên Quân thì tôi thực sự đã cho rằng anh vốn dĩ là một người đàn ông lịch lãm, chứ không phải là một tên biến thái. Mình được sờ eo của vợ rồi, không biết lúc di chuyển trên nó. Tôi sợ hãi lùi về đằng sau. Người đàn ông chậm rãi bước về phía tôi. An Nhi, anh không nhìn thấy được, em đi đâu thế? Không nhìn thấy được ư? Đừng giả vờ nữa. Anh đi còn thẳng hơn vạch qua đường nữa. Tôi nhìn anh mò mẫm càng ngày càng đến gần tôi. Phần lưng dưới của anh đã sắp chạm vào góc bàn. Tôi hét lên. Đừng, đừng đến đây. Cảnh tượng trước mắt giống như một con mồi vô tình rơi vào lồng giam. Thợ săn chậm rãi lầu con dao sắc bén, càng ngày càng bước đến gần. Trái tim tôi giống như treo lơ lửng trên bờ vực thẳm. Tôi nuốt nước miếng. Bạn thân của tôi thất tình. Hai ngày này tôi phải đến nhà ở chung với cô ấy. Cố Thiên Quân nghiêng đầu giống như đang suy nghĩ. Nhưng anh nhớ hai ngày nay bạn thân của em đang nghỉ phép ở Florencia. Tôi rụt cổ trợn mắt. Ông nội cô ấy tan học. Không phải, là ba cô ấy đang mang thai. Tóm lại là tôi cần đến đó để giúp đỡ. An Nhi. Người đàn ông đã đứng trước mặt tôi sừng sững, ngước xuống nhìn tôi. Gọi tên tôi làm gì chứ? Tôi không dám nhìn vào đôi mắt đó, sợ tiếp theo anh sẽ ném tôi lên giường mất. Đáng sợ quá. Đừng lừa anh, An Nhi. Tôi cứ thích lừa anh đấy. Ông nội nhà anh, Cố Thiên Quân. Tôi đẩy bờ vai quá gần của anh ra. Sao có thể như thế được, chồng? Thực ra là em có việc, em ra ngoài chỉ 2 ngày thôi mà.
Được rồi. Cố Thiên Quân thế mà lại đồng ý. Đồng ý dứt khoát như thế sao? Tôi trừng to đôi mắt. Chắc là vợ mình sẽ càng yêu mình hơn. Mình đúng là bao dung quá đi. Đó lại là tiếng lòng của anh. Thôi được rồi, anh thắng. Tôi lập tức kéo vali, lăn lăn bò bò ra khỏi nhà. Ba ơi ba, ba mở cửa cho con. Thật là một trò đùa lố bịch. Ba tôi đã đổi mật khẩu của ngôi nhà rồi. Ngay cả nhà của chính mình mà cũng không thể nào vào được sao? Tôi cũng không thể nào gọi cho bạn thân. Đừng nói đến họ hàng, cô bảy, cô tám gì đó. Từng người một đều coi thường tôi. Khi nghe tin gia đình chúng tôi phá sản, lập tức chặn mọi phương thức liên lạc. Tốt lắm. Lần này thì đã hoàn toàn không có hy vọng gì nữa. Tôi tiếp tục kéo vali. Mặc kệ hình tượng, tôi ngồi trên lề đường. Đói quá, hay là đặt hộp cơm đi. Nhưng mà khoan, điện thoại đâu rồi? Tôi tìm kiếm hồi lâu, tiêu rồi. Giống như sét đánh ngang tai, tôi không mang theo điện thoại. Lần này thực sự phải đi lang thang rồi. Tôi không dám về lại nhà họ Cố. Đó là một hang sói, sớm muộn gì cũng sẽ bị Cố Thiên Quân ăn tươi nuốt sống. Tôi muốn giữ sự trong sạch của mình cho bạn trai tương lai của tôi. Một chú chó vẫy vẫy cái đuôi đi ngang qua, trong miệng còn ngậm một cái túi nhựa. Trong túi nhựa hình như là có bánh mì. Có lẽ là người tốt bụng nào đó bố thí cho. Tôi đột nhiên nhanh trí hét lên một tiếng. Đứng lại. Con chó con quay đầu nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước như muốn hỏi có chuyện gì không. Nhìn ánh mắt của nó, tôi chợt cảm thấy chột dạ. Chuyện đó là... 10 giây sau, tôi ăn một nửa bánh mì, con chó nhỏ ăn một nửa còn lại. Nó nằm trong lồng ngực của tôi. Thật là hết cách, chán nản quá đi mất. Bây giờ tôi chỉ có thể tranh giành thức ăn với một con chó. Cố Thiên Quân, tất cả là do anh, là do anh hại tôi. Ba tôi đã không cần tôi nữa. Nước mắt cứ thế mà trào ra. Con chó liếm liếm tôi một cái như để an ủi. Bẩn quá, tránh ra đi. Tôi đẩy nó ra, con chó nhỏ lại quay trở lại lồng ngực tôi. Thôi được rồi, tôi sẽ nhường nhịn nó một chút. Dù sao thì nó cũng vừa chia sẻ đồ ăn cho tôi mà. Cứ như vậy, thiên kim nghèo khổ, lưu lạc đầu đường xó chợ. Hay là đi làm công nhỉ? Không thể nào làm công được, còn không bằng bị bắt về cho xong. Ở đó có cơm để ăn. Tôi cứ như vậy mà bị đói cả một ngày. Tôi trở nên ngoan ngoãn hơn, đi tìm một quán bar, muốn làm phục vụ. Con chó nhỏ cũng tung tăng đi theo sau lưng tôi. Nghe nói chuyện gì chưa? Vợ mới cưới của Cố Thiên Quân đã bỏ trốn đấy. Tôi biết mà. Cố Thiên Quân sắc mặt đen như đế nồi. Nhà họ Cố tốt như vậy, tại sao lại muốn chạy trốn nhỉ? Tôi không thể nào hiểu được trong lòng cô gái đó đang nghĩ gì. Ai mà biết. Nhưng mà nhìn vẻ mặt của Cố Thiên Quân, tôi đoán nếu như cô gái kia bị bắt trở về thì anh ta sẽ trói cô gái ấy ở trong nhà cho mà xem. Nghe đến đây tôi rùng mình. Đúng lúc này có một người trông hơi quen mắt bước vào cửa, dùng điện thoại di động giơ ra một tấm hình rồi lên tiếng hỏi. Anh có nhìn thấy cô gái này không? Là người nhà họ Cố. Tôi lập tức không bưng rượu gì nữa mà quay người muốn bỏ chạy. Kết quả người ngồi trên ghế dài ở đằng sau vẫn không chịu buông tha. Người phục vụ kia gọi cô đó. Người gầy như con bọ ngựa, rượu của chúng tôi đâu rồi? Cũng đúng lúc cánh tay của tôi bị bắt lấy. Rượu đâu? Này, sao mà trông quen mắt thế nhỉ? Tôi đang nóng lòng muốn chạy trốn. Sau khi tỉnh táo, tôi đạp một chân và quay người bỏ chạy ngay lập tức. Là Khương An Nhi, tôi có thể nhận ra. Mau bắt lấy cô ấy. Không biết đến lúc đó Cố Thiên Quân sẽ cho chúng ta bao nhiêu. Cố Thiên Quân nữa, tên khốn. Tôi chạy xuống cầu thang hẹp, vừa chạy vừa chửi. Tất cả là do anh ta, tên khốn Cố Thiên Quân. Tôi bây giờ chẳng khác nào một tội phạm bị truy nã. Quần áo không vừa vặn, cản trở bước chân của tôi. Tôi dứt khoát xé chiếc váy ôm lấy mông, nhanh chóng chạy xuống dưới. Kết quả vừa chạy đến chỗ rẽ, có một bàn tay vươn ra
bịt chặt miệng của tôi. Cùng lúc đó, cơ thể tôi bị kéo đi. Bắt được em rồi. Giọng nói trầm khàn vang lên trong cầu thang trống trải tối tăm. Gió mát đang ùa tới. Cả người tôi được một thân hình cao lớn ấm áp gắt gao ôm chặt trong lồng ngực, giống như là muốn ăn sâu vào đến tận xương tủy. Cố Thiên Quân. Tôi quay đầu muốn hét to, nhưng đã bị người kia nhéo cằm, ép tôi phải ngẩng đầu lên. Ngoan, nếu đau thì cố gắng chịu đựng nha. Giây tiếp theo, anh hôn tôi thật mạnh. Anh cắn tôi như thể là đang cố tình. Tôi bị hôn đến mức toàn thân mềm nhũn, không thể nào thở nổi. Bàn tay ban đầu chống cự dần dần buông xuống, có vẻ như đã chiều theo ý anh. Tôi không biết đã trôi qua bao lâu rồi. Dường như thứ âm thanh duy nhất còn sót lại nơi hành lang là nhịp tim đập thình thịch của cả hai chúng tôi. Có âm thanh ái muội, có tiếng sột soạt của quần áo khi mà cọ sát vào nhau. Đây là một sự trừng phạt. Người đàn ông cuối cùng cũng chịu dừng lại, đầu mũi hướng về phía tôi mà thở dốc. Cả tôi cũng thở dốc theo. Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng. Tất cả là tại anh đấy, là lỗi của anh. Ba tôi đã không cần tôi nữa. Đúng là lỗi của anh, phải trách anh mới đúng. Cố Thiên Quân giơ tay xoa xoa khóe miệng tôi. Không sao đâu, có anh cần em là được mà. Nghe thấy lời này, tôi lập tức tỉnh táo, thậm chí đã không còn mụ mị nữa. Sao anh lại hôn tôi? Tôi vùng vẫy lùi về đằng sau. Tôi biết mắt anh đã khỏi rồi, anh đừng hòng lừa dối tôi. Bị em phát hiện ra rồi. Cố Thiên Quân ngước mắt nhìn tôi, cũng chẳng có gì kinh ngạc. Anh đúng là đồ biến thái. Tôi mặc quần áo nhỏ đều bị anh nhìn thấy cả rồi. Thế thì sao nào? Chúng ta đã kết hôn với nhau rồi. Cố Thiên Quân đứng dậy, thân hình cao lớn, chắn ngang ánh sáng chiếu lên cơ thể tôi. Nhưng mà tôi không thích anh. Không sao, cuối cùng em cũng sẽ thích anh thôi. Cố Thiên Quân đến trước mặt tôi, ngồi xổm xuống, giữ cằm tôi, nhìn chằm chằm, đôi mắt đen như nước hồ. Cứu, có ai không, mau cứu tôi. Người đàn ông này đã không còn giả vờ nữa rồi. Cố Thiên Quân cởi cà vạt trước lồng ngực, cuốn quanh cổ tay của tôi, sau đó bế tôi lên. Ngoan nào, chúng ta cùng nhau trở về nhà. Không được, đợi một chút. Tôi cảm thấy không thể trốn thoát, tùy ý thả lỏng người để anh ta ôm tôi. Còn con chó nữa, đã được vệ sĩ mang về rồi. Cứ vậy tôi được bế ra xe. Tôi có thể ngồi cạnh anh được không? Tôi nói chuyện vô cùng lịch sự, bởi vì cho đến bây giờ, ngay cả trên ô tô, tôi vẫn đang bị Cố Thiên Quân ôm vào trong lồng ngực. Chết tiệt. Trên dưới toàn thân đều bị hơi thở của người đàn ông này bao bọc, làm sao mà chịu nổi cơ chứ. Không được, phải ngồi như thế này. Cố Thiên Quân cúi đầu xuống, xoa xoa một bên má tôi. Bờ môi của anh dần dần di chuyển như muốn hôn tôi một lần nữa. Tôi lập tức quay đầu. Tôi bán nghệ không bán thân. Anh từ bỏ ý định của mình đi. Vậy sao? Đáng tiếc thật đấy. Giọng nói của Cố Thiên Quân trầm xuống. Anh thực sự không hôn tôi nữa. Tôi cố gắng lắng nghe. Tại sao lần này tôi lại không nghe thấy tiếng lòng anh nhỉ? Tại sao lúc thì linh nghiệm, lúc thì không linh nghiệm? Người này rốt cuộc đang nghĩ cái gì trong đầu? Trong khi tôi đang suy nghĩ lung tung thì chiếc xe đã lái đến Cố gia. Tôi lại bị Cố Thiên Quân ôm vào trong nhà. Sau này đừng bao giờ chạy lung tung nữa. Cố Thiên Quân dừng một chút. Ba của em, đừng nhắc đến ông ấy với tôi. Nghĩ đến ba mà tôi lập tức tức giận. Tôi có còn là con gái ruột của ông ấy không? Từ khi mẹ tôi bỏ đi, ông ấy thực sự không ra gì, ngay cả con gái ruột cũng đem bán cho anh. Càng nghĩ mà tôi càng cảm thấy tủi thân, tôi khóc nức nở. Sau đó tôi còn tranh giành đồ ăn với chó nữa. Cố Thiên Quân im lặng một lát, giống như có điều gì đó muốn nói nhưng vẫn không nói ra, chỉ ôm tôi thật chặt trong lồng ngực. Không sao,
Sau này em có thể dựa dẫm vào anh mà. Dựa vào anh ơ? Không bằng tôi dựa vào con chó của tôi còn tốt hơn. Ít nhất thì con chó nhỏ đó không biết biến thái. Tôi thầm chửi rủa. Có vẻ như trốn không thoát rồi. Phục vụ trong quán bar, lang thang trên đường phố gì đó, thả ở yên trong nhà họ Cố còn tốt hơn. Ít nhất còn có cái mà ăn. Tôi cuối cùng cũng nghĩ thông suốt một lần nữa. Cố Thiên Quân muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì cứ hôn đi. Nhưng mà được anh ôm cũng thoải mái đấy chứ. Một lúc sau tôi cứ như vậy ngủ thiếp đi. Không thể không nói, kỹ thuật hôn môi của Cố Thiên Quân rất khá. Anh đang ngồi trên một chiếc ghế, nhẹ nhàng ôm eo tôi. Tôi cuốn lấy eo anh, vòng tay qua cổ anh. Thôi được rồi, phục vụ rất tốt, tạm thời không trốn nữa. Buổi tối, đột nhiên tôi lại thấy nóng. Tôi tỉnh dậy, thấy điều hòa trong phòng bị hỏng rồi. Kệ đi, tôi sẽ ngủ trên sàn nhà. Sàn nhà mát mẻ hơn. 10 giây sau thì lưng đau, eo cũng đau, buộc tôi phải ngồi dậy. Tôi không thể nào chịu đựng được nữa. Tôi đẩy cửa phòng khách. Một sự mát lạnh phả vào mặt của tôi. Thoải mái quá đi. Người đàn ông ở trên giường tỉnh dậy, mò mẫm bật đèn ngủ lên. An Nhi, sao đấy? Tôi kiểm tra điện thoại thì thấy phòng ngủ chính có phong thủy không tốt. Hay là chúng ta đổi đi. Anh vào phòng ngủ chính mà ngủ, tôi sẽ ngủ ở đây. Còn chưa kịp phản kháng, tôi đã đẩy Cố Thiên Quân ra khỏi căn phòng đó. Rồi tôi lập tức khóa cửa. Máy điều hòa đây rồi, không khí mát lạnh của tôi đây rồi. Nhưng tôi còn chưa được hạnh phúc trong 2 giây thì cánh cửa bị khóa đột nhiên động đậy. Tôi nghe thấy tiếng chìa khóa được cắm vào, sau đó tay nắm cửa xoay xoay. Tôi lại chưa kịp phản ứng nữa rồi, cánh cửa đã được mở ra. Một bóng dáng người đàn ông chậm rãi đi đến bên giường. An Nhi, có chuyện gì thế? Tôi vùi đầu vào trong chăn, biết rõ rồi mà còn hỏi. Tôi buồn ngủ quá, anh đừng đùa nữa, về phòng ngủ đi. Giây tiếp theo, chiếc giường từ từ trùng xuống. Người và chăn lập tức bị anh ôm vào trong lồng ngực. Này, cút đi. Tôi cố gắng giãy giụa. Làm sao có thể như thế? Tôi vẫn còn là con gái. Làm sao có thể ngủ cùng với một người đàn ông? Đây là điểm mấu chốt cuối cùng của tôi. Chờ một chút, sao tôi lại cảm thấy thoải mái thế này? Nhấc chân lên, tôi đặt vào eo của người đàn ông. Giống như được cuộn tròn trong lồng ngực của cục thịt mềm mịn. Có cảm giác vô cùng an toàn. Dường như sau khi tôi 5 tuổi, mẹ qua đời, tôi đã không còn được hưởng thụ cảm giác ôm ấp ấm áp như thế này. Thôi được rồi, ôm thêm một đêm vậy. Tôi lẩm bẩm mấy câu, sau đó lại rơi vào giấc ngủ sâu. Đương nhiên, tôi không nhìn thấy đôi môi đang nhếch lên của người đàn ông trong bóng tối. Ngủ một giấc mà đến 7 giờ sáng hôm sau, Cố Thiên Quân lại rời đi rồi. Tôi ra ngoài dắt con chó nhỏ đi dạo, nhân tiện đánh thái cực quyền với mọi người. Cô gái, cô đừng học nữa, tôi sợ quá. Mọi người bu vào cầu xin tôi. Tôi duỗi thẳng chân, một chân đá ngã lan can. Sau đó tôi nâng 5 hàng lan can bị đá ngã lên. Ngước mắt lên một lần nữa, tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông cao gầy, mặc áo khoác màu đen. Anh đang chào hỏi một người ở bên đường. Nụ cười của anh dịu dàng và vô cùng đẹp trai. Có điều khi mà người đàn ông quay đầu lại và nhìn thấy tôi, nụ cười trên môi anh đã tắt ngúm. Trái tim tôi đập mạnh, bước chân không tự chủ mà đi theo anh. Hạ Phi Vũ, Hạ Phi Vũ. Hạ Phi Vũ miễn cưỡng dừng chân, lạnh lùng liếc nhìn tôi. Sao thế? Tôi siết chặt tay vào gấu áo. Gần đây cậu sống thế nào? Nhờ phúc của cô, tôi sống khá tốt. Hạ Phi Vũ cau mày, lùi về đằng sau một bước. Chúng ta đã lâu rồi không gặp, có thể cùng nhau ăn một bữa cơm được không? Tôi lấy hết can đảm để nhìn vào mắt anh. Hạ Phi Vũ là người mà tôi đã yêu thầm trong suốt 4 năm. Nhưng đáng tiếc, anh cũng có người phụ nữ mà anh thích.
Sau khi thi đại học, anh nhờ tôi mang bức thư tình cho một cô gái giúp anh. Kết quả, bức thư tình ngày đó bị người ta xé thành mấy mảnh không rõ nguyên nhân. Đương nhiên không thể nào đưa cho cô gái kia được. Ngày hôm sau, tôi định giải thích mà cô gái đó đã gián nước ngoài. Hạ Phi Vũ không biết từ đâu nghe được tôi thầm yêu anh ấy, nên tôi đã tự hủy bức thư tình kia. Nếu không phải vì cô, thì Niên Niên đã ở lại rồi. Tôi cắn móng tay, không ngừng xin lỗi. Thật sự xin lỗi, nhưng mà tôi không xé đi bức thư tình đó. Đủ rồi đấy. Hạ Phi Vũ cắt ngang lời tôi. Sau này chúng ta không cần phải gặp lại nhau. Thật sự xin lỗi. Tôi ngu ngốc đến mức chỉ có thể nói ra câu đó, nhưng vẫn không thể chứng minh bản thân mình trong sạch. Cậu vẫn còn hận tôi lắm sao? Tôi thấy Hạ Phi Vũ không lập tức đồng ý ăn cơm với mình thì hoảng hốt nói tiếp. Nhưng mà bức thư tình đó thật sự là tôi... Chuyện đã qua rồi, không cần phải nhắc lại nữa đâu. Hạ Phi Vũ lạnh lùng tiếp tục cắt ngang. Tôi tiến đến nắm lấy tay của người đàn ông. Phi Vũ à, cậu... Buông ra đi. Người đàn ông chán ghét hất tay tôi ra. Tôi ngã xuống đất, đầu gối bị trầy đến chóc ra. Hạ Phi Vũ chỉ dừng lại một bước rồi đi ngay mà không quay đầu. Tôi ngồi đó, ngồi trên mặt đất một lúc rất lâu. Lúc sau có người đứng chắn trước mặt tôi. Tại sao em lại bị thương thế này? Đôi lông mày lạnh lùng của người đàn ông cau lại. Anh quỳ xuống bế tôi lên. Theo anh về nhà thôi. Mãi đến khi được bế về giường, tôi mới bừng tỉnh. Cố Thiên Quân, sao anh không đi làm? Người đàn ông trước mặt cúi nhẹ xuống, thổi thổi vào vết thương trên chân. Là quên mang tài liệu. Sau đó anh dùng tay trái nhấc chân tôi lên, đặt lên đầu gối của anh, tay phải thì chấm thuốc để khử trùng cho tôi. Nếu đau thì phải kêu lên đấy. Sao không bảo thư ký quay về lấy tài liệu? Cố Thiên Quân không trả lời, chỉ chuyên tâm rửa vết thương. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, trong lòng tôi bất chợt cảm thấy chua chát đến kỳ lạ. Tôi không hủy bức thư tình đó. Cố Thiên Quân, anh có tin tôi không? Động tác của anh bỗng dừng lại. Anh tin. Thời điểm đó, Cố Thiên Quân và tôi là bạn học cấp 3 được 1 năm. Đó cũng là lúc tôi theo đuổi Hạ Phi Vũ mãnh liệt nhất. Rồi có một lần tôi bị rơi xuống nước, có người đã cứu tôi lên, sau đó rời đi. Lúc tỉnh dậy, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm người đã cứu mình. Một bà cụ nói cho tôi biết, hình như là một đứa nhỏ họ Hạ. Khi mà chúng tôi gặp lại nhau ở trường, tôi đã bị nụ cười dịu dàng và trong sáng của Hạ Phi Vũ thu hút. Mỗi sáng đều mang bữa sáng cho Hạ Phi Vũ, lén đưa cho anh ấy một bìa sách để trong cặp, sau đó viết tên anh ấy, Hạ Phi Vũ, lên trên. Những lúc như thế này, trong lòng tôi luôn luôn có một cảm giác ngọt ngào. Nhưng cuốn sách luôn bị anh em của anh ấy giật mất. Ôi trời, nhìn chữ giống như chó bò của Khương An Nhi này. Chó bò thì có làm sao đâu nào, tôi vui là được rồi. Nhưng từ trước đến nay, Hạ Phi Vũ chỉ coi tôi là một người bạn. Mãi đến khi xảy ra chuyện bức thư tình đó, cuối cùng thì chúng tôi thậm chí đến cả bạn bè cũng không làm được rồi. Tôi cúi đầu tràn đầy sự mất mát. Cố Thiên Quân thở dài rồi ôm tôi vào trong lòng. An Nhi, anh phải làm thế nào với em bây giờ đây? Người bạn thân nhất của tôi đột nhiên điên cuồng gọi điện thoại đến. Khương An Nhi, cậu có biết là ba cậu đang nhập viện không? Điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất, đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Cuối cùng thì Cố Thiên Quân đã nói cho tôi biết toàn bộ sự thật. Ba tôi bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ông sống không được bao lâu nữa. Ông lo lắng cô con gái là tôi được nuông chiều từ nhỏ, sau này chỉ có một mình trên đời thì biết phải làm sao. Ông đành giao phó tôi cho Cố Thiên Quân, người đàn ông mà ông tin tưởng nhất. Công ty gia đình tôi không hề phá sản, lúc này tạm thời được giao cho nhà họ Cố tiếp quản.
Đó coi như là của hồi môn của tôi lúc đi lấy chồng. Khi Cố Thiên Quân nói với tôi tất cả những điều đó, tôi đã im lặng. Cho đến khi bước chân vào phòng bệnh, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và bất lực của ba, tôi cười đi tới. Lão Đăng, ba lại không ăn cơm đúng giờ có đúng không? Giờ sinh bệnh rồi đấy. Tôi sau đó không thể nào ngủ yên. Buổi tối tôi nằm mơ thấy một cơn ác mộng. Mở mắt ra, tôi nhìn chăm chăm vào trong bóng tối và không thể nào ngủ tiếp được nữa. Cố Thiên Quân sẽ ôm tôi, hôn lên nước mắt của tôi. Đừng khóc, còn có anh ở bên cạnh cơ mà. Ai thèm khóc chứ, ba tôi bị như vậy đáng lắm. Đúng vậy, ông ấy đáng bị như thế. Từ nhỏ, khi mà đi họp phụ huynh cho tôi, ông ấy chưa từng đi đúng lớp. Rõ ràng tôi học năm 2 trung học mà ông ấy lại đến năm 3 trung học để tìm tôi. Một lần khác, vất vả lắm ông ấy cũng tìm được đúng lớp, nhưng mà lại vào nhầm trường. Đúng rồi, nếu mẹ tôi còn sống, chắc chắn sẽ đánh cho ba tôi một trận. Ngày tôi thi đại học, ông ấy giục tôi đi nhanh, sau đó rời đi ngay. Nói cái gì mà phí đỗ xe quá đắt, thì trượt cũng không sao, sẽ giao công ty cho tôi. Ba tôi đúng là vô lại. Càng nói tôi lại càng khóc to. Cố Thiên Quân ôm chặt tôi. An Nhi à, có anh ở đây. Một lần nữa tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng. Cố Thiên Quân vẫn là người ở bên cạnh. Anh rót cho tôi một cốc nước nóng, nhìn tôi uống hết. Yên tâm, có anh ở đây rồi. Cuối cùng là đưa tay ra lau đi những giọt nước đang đọng trên khóe mắt, khóe môi. Em ngủ thêm đi. Anh lại ôm tôi một lần nữa. Trong bóng đêm, tôi nhìn đôi mày nhíu lại. Ngay cả khi đang ngủ của Cố Thiên Quân, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ngủ trầm trọng do phải chạy đi chạy lại giữa công ty và bệnh viện. Đột nhiên tôi nghi ngờ liệu sự tồn tại của tôi có đúng hay không. Ba tôi đang tựa đầu vào đầu giường ăn quả táo do tôi gọt. An Nhi, con và Cố Thiên Quân sống chung với nhau thấy thế nào? Vẻ mặt của ba đầy hóng chuyện. Cũng khá tốt. Hai đứa phải nhanh lên để ba còn có cháu bế, có nghe không? Tay tôi đang lột vỏ quýt tự dưng dừng lại. Trong đầu đột nhiên nhớ đến chuyện xảy ra vào mấy tháng trước. Tôi lúc đó ăn mặc hở hang, đứng lắc lư trước mặt Cố Thiên Quân, đôi mắt lảng tránh và sự việc chảy máu mũi của Cố Thiên Quân. Nghĩ đến đây mà tôi chợt đỏ mặt. Không được, con thể hàn, không tiện để sinh con. Cùng lắm thì giữa tôi và Cố Thiên Quân cũng chỉ có thể ôm hôn. Tôi vẫn đang chờ đến ngày ly hôn với anh mà. Không hiểu tại sao, khi mà nghĩ đến hai từ ly hôn, trong lòng tôi thắt lại, có một cảm giác khó tả trào dâng. Là sao chứ? Đây là không nỡ sao? Không phải người ta không thích con đấy chứ, An Nhi. Bà tôi lại bắt đầu ăn những quả quýt mà tôi gọt cho. Sao có thể có chuyện đó? Con gái của ba tốt đẹp thế này. Tôi giống như con mèo giẫm phải đuôi. Con là một người phụ nữ xinh đẹp bẩm sinh, nhân cách lại tốt. Người theo đuổi con có thể đi vòng quanh trái đất 2 lần trong 1 năm đấy. Ba không biết đâu. Cố Thiên Quân rất dính người. Anh ấy sợ con bỏ trốn. Ngày nói anh ấy cũng đuổi theo để ôm ấp rồi hôn con. Đúng là không biết kiềm chế một chút nào, bực bội. Tôi đứng hẳn người dậy, giọng nói vô cùng hùng hồn. Chưa dứt lời, tôi thấy ánh mắt của ba tôi giống như đang xem diễn kịch hay. Cảm giác có gì đó không ổn. Tôi quay đầu thì thấy Cố Thiên Quân đang đứng ngay sau lưng. Anh khoanh tay nhàn nhã nhìn tôi. Dính người sao? Đuổi theo em để ôm ấp rồi hôn hôn sao? Không biết kiềm chế sao? Tôi cười ngượng nghịu. Tôi chỉ là dỗ dành ba tôi một chút thôi mà. Buổi tối về đến nhà, tôi bị người đàn ông chế trụ trên giường hôn đến khóc nức nở. Tất cả là do tôi sai rồi, tôi không nên nói bậy. Cố Thiên Quân, anh buông ra đi. Tay tôi mỏi nhừ. Đúng rồi, giống như những gì mọi người tưởng tượng. Đêm đó, tôi bị Cố Thiên Quân hành cho lên bờ xuống ruộng.
Sức khỏe của ba tôi dần dần có chuyển biến tốt hơn. Ba tôi nói, ông đủ sáng suốt để nhìn thấu tình hình. Nếu tôi thực sự không thích Cố Thiên Quân, thì ông sẽ tìm cho tôi một người khác. Tôi nghe đến đây thì có chút do dự. Chuyện này cứ để nói sau đi, bà. Khi tôi đang lấy thuốc thì gặp Hạ Phi Vũ. Cậu làm sao thế? Bị bệnh à? Tôi lo lắng đi tới, muốn kéo tay của Hạ Phi Vũ, nhưng mà người đàn ông lại tiếp tục né tránh. Khương An Nhi, tôi không muốn nói lại lần thứ hai. Chuyện của tôi cô không cần phải quan tâm. Từ nay về sau đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Nói xong, Hạ Phi Vũ nhấc chân rời đi. Tôi vừa định đi theo giải thích thì đã có một cánh tay kéo tôi lại. Chờ ở đây đi, An Nhi. Cố Thiên Quân sải bước đi về phía trước. Anh bật điện thoại lên, phát ra một đoạn video ở trước mặt Hạ Phi Vũ. Đây là video giám sát mà tôi đã nhờ giáo viên tìm được. Là anh em tốt của cậu đã lén lút lục cặp của An Nhi, sau đó xé đi bức thư tình kia. Sau này mong cậu đừng có mà hiểu lầm. Hơn nữa, Cố Thiên Quân đưa tay kéo tôi vào trong lòng. Tôi và cô ấy đã kết hôn rồi. An Nhi đến tìm cậu chỉ đơn giản là để giải thích hiểu lầm năm xưa. Cậu không nghe, xem ra cậu chỉ là một kẻ ngốc, mù quáng tin vào lời nói của người khác. Hạ Phi Vũ toàn thân chấn động. Tôi tin rằng anh ta đã nhìn ra được một điều gì đó. Sự thật đến muộn quá, những gần 10 năm. Hạ Phi Vũ ngơ ngác tại chỗ. An Nhi, tôi thật lòng xin lỗi. Lời xin lỗi muộn màng này tự dưng làm cho tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Chúng ta vẫn là bạn bè của nhau, An Nhi. Lần này Hạ Phi Vũ đưa tay kéo tôi lại, nhưng đã bị Cố Thiên Quân đẩy ra. Tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy đã kết hôn. Bây giờ An Nhi là vợ của tôi. Sau đó anh cúi đầu bảo tôi, chúng ta đi thôi An Nhi. Tôi nhìn chằm chằm Cố Thiên Quân từ dưới lên trên. Trái tim tôi bắt đầu đập loạn xạ, không thể nào kiểm soát. Về đến nhà, lúc này tôi mới nhớ đến mà nói cảm ơn với Cố Thiên Quân. Cảm ơn anh, Thiên Quân. Không cần phải cảm ơn. Người đàn ông nhìn tôi một cái, sau đó đột nhiên ôm tôi vào trong lồng ngực, cúi đầu hôn thật sâu. Cứ dùng cách này để báo đáp anh là đủ rồi. Tôi giống như bị ong đốt, lập tức nhảy lên mà đẩy anh ra. Tôi về phòng trước đây. Tiêu rồi, tôi có vẻ thích Cố Thiên Quân rồi. Tôi điên cuồng gửi tin nhắn cho bạn thân của mình. Anh ấy quá đẹp trai, đôi lúc rất bá đạo, mẹ nó chứ. Đột nhiên tôi thấy một thông báo, có người nhắc đến tên tôi trong nhóm chat. Trái tim tôi đập thình thịch, ấn vào xem. Không phải trước đây, An Nhi từng bị rơi xuống nước sao? Đúng vậy, cô ấy nói với tôi rằng Hạ Phi Vũ đã cứu cô ấy. Nhưng mà hôm nay bà nội tôi nói, hình như là cả bà và An Nhi đều đã nhầm người rồi. Hôm nay thấy Cố Thiên Quân ở trong bệnh viện, bà còn nói chàng trai này đã cứu một cô gái rơi xuống nước. Đọc đến đây, đầu óc tôi nổ tung, toàn thân căng cứng, bàn tay đánh chữ bắt đầu run rẩy. Đầu óc tôi mông lung nhớ lại. Ngày hôm đó, cái ngày mà tôi rơi xuống nước, cũng là ngày đầu tiên bạn học mới Cố Thiên Quân đến trường. Buổi chiều, anh xin phép thầy giáo về để thay quần áo, nói rằng quần áo bị ướt. Chỉ là anh không nói rõ tại sao lại bị ướt. Hóa ra là thế. Hóa ra mọi thứ đã sai ngay từ đầu. Tôi đã theo đuổi sai người. Hoàn toàn người cứu tôi không phải là Hạ Phi Vũ. Trước nay tất cả đều là Cố Thiên Quân. Thì ra số phận của chúng tôi đã dây dưa với nhau sớm như vậy. Tôi cảm thấy hoàn toàn tỉnh táo sau khi xua tan mây mù, nhưng mà cũng thấy vô lý và sụp đổ. Tôi đã thích Hạ Phi Vũ 4 năm. 4 năm đó lãng phí sao? Thì ra từ trước đến nay chỉ là một sự hiểu lầm. Một sự hiểu lầm không công bằng đối với Cố Thiên Quân. Vậy tôi có xứng đáng được yêu Cố Thiên Quân một lần nữa hay không? Tôi ngồi ngơ ngẩn ôm trong tay con búp bê. Cố Thiên Quân vừa tắm rửa xong
từ trong phòng tắm đi ra. Thần Trên không mặc áo. Tôi nhìn đi nhìn lại, rồi lén liếc mắt một cái. Muốn nhìn thì cứ công khai mà nhìn thôi, nhìn lén làm gì chứ? Cố Thiên Quân tháo khăn tắm, lau lau vài cái trên đầu, rồi ném vào trong giỏ đựng quần áo. Tại anh không mặc quần áo, còn trách em nhìn trộm không nhìn thẳng à? Tôi quay đầu đi, không thèm nhìn anh nữa. Cố Thiên Quân leo lên giường, từ đằng sau đi tới. Sao thế, giận à? Không có. Không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác bực bội. Sao lúc nào anh cũng đối xử với em tốt thế? Đơn giản thôi, vì em là vợ anh. Cố Thiên Quân từ đằng sau ôm tôi vào trong lồng ngực thật chặt. Tôi im lặng hồi lâu, đột nhiên quay người hôn lên khóe môi của anh. Khi mà tôi chuẩn bị rời đi, tôi nghe thấy hơi thở của người trước mặt tự dưng trở nên nặng nề. Sau đó tôi bị anh hôn sâu hơn. Sao hôm nay tự nhiên em chủ động thế? Tôi chẳng nói chẳng rằng, mà chủ động quay sang chế trụ cơ thể anh. Đừng nói chuyện nữa, tập trung hôn em đi. Annie à, em... Người đàn ông có chút không thể nào tin nổi. Không khí chớp nhoáng đã trở nên nóng bỏng và ái muội. Cứ như vậy, đêm hôm đó tôi đã trao tấm thân trong trắng mà tôi đã gìn giữ bấy lâu nay cho chồng tôi, người chồng chính thức Cố Thiên Quân. Tôi lúc này đang nằm trong phòng tắm. Cố Thiên Quân, anh ăn cái gì mà có thể khỏe mạnh như vậy chứ? Người đàn ông xoa đầu tôi nhỏ giọng đáp. Ăn em đó. Hôm sau tôi đến thăm ba. Ba tựa lưng lên đầu giường, lục lọi giỏ trái cây. Keo kiệt thật đấy, mang ít trái cây như vậy đến thăm ba sao? Ba này, ba nghĩ nếu con nói cho Cố Thiên Quân một chuyện, anh ấy có lấy mạng con không? Ba à, ba không nghe thấy con nói gì sao? Được rồi, để ba nói cho con biết nhé. Vốn dĩ lúc đầu đối tượng liên hôn mà ba chọn cho con là một chàng trai họ Trần cơ. Nhưng mà đi được nửa đường thì bị Cố Thiên Quân cản trở. Nó nói cái gì mà nó yêu thầm con từ lâu rồi. Tôi không thể nào tin được những gì mình nghe thấy. Ban nãy tôi còn đang tâm sự với ba là tôi yêu thầm Cố Thiên Quân, chỉ sợ khi mà nói ra anh sẽ chạy mất dép. Chuyện đó là từ bao giờ chứ ba? Hình như nó nói với ba rằng nó yêu thầm con từ ngày cấp 3. Nói con giống như một mặt trời nhỏ, hoạt bát vui vẻ, mang đến năng lượng tích cực cho người khác. Còn nói nhiều lắm mà ba không nhớ. Ba chỉ thấy đứa nhỏ này rất thật lòng. Nó còn đảm bảo với ba rằng sau này nó sẽ yêu thương con cả đời. Hơn nữa, ba và ba của Cố Thiên Quân cũng là chỗ quen biết, cho nên ba lập tức cho các con liên hôn luôn. Ba tôi vừa ăn chuối vừa chớp chớp mắt. Vậy là ba vô tình có được một cuộc hôn nhân tốt đẹp cho con gái của ba rồi. Tôi cảm thấy trong lòng giống như trái cây chiến dục đang chảy ra chất lỏng đặc dệt. Yêu thầm tôi ư? Từ khi mà học cấp 3 ư? Bắt đầu từ khi anh chuyển tới sao? Vì thế khi mà tôi theo đuổi Hạ Phi Vũ, anh vẫn luôn luôn nhìn thấy sao? Nếu vậy trái tim anh sẽ đau đớn biết chừng nào. Tôi vội vàng chạy về nhà, đợi Cố Thiên Quân về, rồi ôm anh thật chặt. Sao thế? Hôm nay có chuyện gì à? Tôi không nói không rằng, chỉ ôm thôi. Một lúc sau tôi mới lên tiếng. Thật xin lỗi, trước đây em bỏ chạy, làm anh phải tìm em rất lâu. Cố Thiên Quân cười rồi sờ đầu tôi. Anh có trách em đâu, nghĩ nhiều làm gì. Còn nữa, em xin lỗi, em cứ cho rằng năm đó người cứu em là Hạ Phi Vũ. Sau đó thì... Đừng nói gì nữa, An Nhi. Cố Thiên Quân cúi đầu xuống, hôn tôi thật sâu. Em xem đi, bây giờ chúng ta ở bên nhau là tốt rồi. Những năm tháng đó và những hiểu lầm đó, anh nghĩ chẳng có gì cả, cũng chẳng sao cả. Em chỉ cần biết anh yêu em thế là đủ rồi. Hạ Phi Vũ theo đến dưới lầu của bệnh viện để xin lỗi, để cầu xin tôi tha thứ. Xin lỗi cậu, An Nhi.
Tôi vẫn luôn luôn hiểu lầm cậu. Chúng ta có thể trở thành bạn bè của nhau một lần nữa có được không? Hạ Phi Vũ đứng trước mặt tôi, tay cầm bó hoa, vẫn ăn mặc như trước, áo sơ mi trắng đơn giản, vẫn là nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng không hiểu sao lúc này tôi cảm thấy ghê tởm thế. Đã quá muộn rồi, Hạ Phi Vũ. Tôi đã kết hôn rồi, cho nên tôi đáp. Không thể nào. Lúc đó, anh ta chọn bịt tai, không nghe lời giải thích cơ mà. Bây giờ sự thật bại lộ, anh ta lại bỏ tay xuống để làm cái gì? Sao không bịt tai tiếp đi? An Nhi à? Hạ Phi Vũ kích động, chạy đến như là muốn ôm tôi đến nơi. Thật sự xin lỗi mà. Tôi tránh xa ngay lập tức, tôi cảm thấy hoảng hốt. Cái câu thật sự xin lỗi đó, rõ ràng là tôi không làm chuyện kia. Tôi cũng giải thích bao nhiêu năm như vậy, thế mà chẳng ai tin. Hiểu lầm thì vẫn là hiểu lầm, tôi không thèm quan tâm nữa. Tôi đã kết hôn với Cố Thiên Quân, cậu đừng đến tìm tôi nữa, Phi Vũ. Không đâu, An Nhi. Giữa hai người chỉ là liên hôn thôi mà. Cậu không thể nào thích Cố Thiên Quân. Chẳng phải trước kia cậu đã thích tôi rất nhiều sao? Cậu thích tôi và theo đuổi tôi nhiều năm cơ mà. Bây giờ tôi đã thay đổi, cho nên chỉ cần cậu đồng ý, tôi lập tức làm cho cậu ly hôn với Cố Thiên Quân. Tôi lập tức cưới cậu về nhà. Ai nói là tôi không thích Cố Thiên Quân nào? Anh ấy là một người có nhiều tiền, lại còn tốt bụng. Xin lỗi cậu đi đi. Tôi vừa quay người thì đã nhìn thấy Cố Thiên Quân đang đứng dựa vào cửa xe ở một bên quan sát. Tôi không biết anh đã đến từ bao giờ, nghe thấy bao nhiêu phần câu chuyện. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi đã rời đi ngay lập tức. Em vừa nói cái gì thế, An Nhi? Cái gì mà nhiều tiền, tốt bụng? Mặt tôi lập tức đỏ bừng, miệng lưỡi cứng đơ. Không phải đâu, anh nghe nhầm rồi. Cố Thiên Quân nhướng mày. Hay là chúng ta về nhà rồi từ từ nói chuyện đi. Tình trạng của ba tôi dần dần ổn định hơn. 2 tháng sau đó, tôi mang đến đưa cho ba một tờ phiếu siêu âm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy người đàn ông ở độ tuổi 60 rơi nước mắt. Lúc ba tôi biết mình mắc bệnh ung thư, ông không khóc. Lúc hóa trị, ông không khóc. Nhưng khi thấy con gái là tôi đây mang thai, ông đã bật khóc nức nở. An Nhi, ba muốn được đặt tên cho đứa bé. Hay chúng ta gọi nó là Dương Dương đi. Dương Dương là ánh mặt trời rực rỡ. Tôi nhớ cái tên đẹp đẽ của mình cũng là do ba đặt. Thôi thì Dương Dương cũng được. Nghe có vẻ người sở hữu cái tên này sẽ là một người tỏa sáng đây. Cố Thiên Quân ôm lấy tôi. An Nhi, gọi là vợ chứ. Vợ ơi. Biết tin tôi có thai, Cố Thiên Quân cũng rơi nước mắt giống y như là ba tôi. Hai người này có liên quan gì đến nhau không nhỉ? Tại sao trong vài thời điểm lại cảm thấy giống nhau đến thế? Trở về hồi cấp 3, Cố Thiên Quân vừa chơi bóng rổ xong, liền vén quần áo để lau mồ hôi. Đột nhiên, anh nhìn thấy An Nhi đang mỉm cười và đưa cho Hạ Phi Vũ một chai nước. Cố Thiên Quân đột nhiên cũng cảm thấy khát nước, nhưng anh từ chối tất cả những chai nước được đưa cho mình bởi những cô gái xung quanh. Anh chỉ muốn một người mà thôi. Nếu như người đó không đưa cho anh thì cũng chẳng sao cả, anh chịu khát. Trước khi chạy 1.000 m ở đại hội thể thao, An Nhi đã ghim biển số cho Cố Thiên Quân, vẫy tay ra hiệu cổ vũ. Cố gắng lên, nếu như mệt quá thì đừng chạy, nghỉ ngơi một chút. Bạn học cố lên. Cố Thiên Quân mỉm cười. Mọi người đều nói với anh rằng phải tranh giải nhất, phải mang danh dự về cho lớp. Không ngờ cũng có người suy nghĩ cho sức khỏe của anh, nói rằng anh chỉ cần cố lên, nếu mệt thì cứ nghỉ một chút. Biết rồi. Nói xong, Cố Thiên Quân đứng trên đường băng. Anh đưa mắt nhìn về xa xa, thấy mặt trời nhỏ đang chiếu sáng rực rỡ. Cố Thiên Quân đúng hẹn đưa An Nhi đi khám thai. Bác sĩ nói, ba mẹ hãy tâm sự thật nhiều với đứa bé trong bụng. Đừng nghĩ đứa bé còn nhỏ, chưa thể cảm nhận điều gì.
Thực ra đây là một cách rất tốt để phát triển cảm xúc của đứa bé. An Nhi có tìm hiểu trên mạng, thấy mọi người hướng dẫn hãy đọc truyện cổ tích cho em bé nghe, hát nhạc thiếu nhi và mở nhạc không lời cho em bé được thư giãn. Đến lúc cô nhìn Cố Thiên Quân áp dụng cho bé cưng nhà mình mà cô không biết nên khóc hay nên cười. Đêm nào Cố Thiên Quân cũng nói chuyện với con, có điều chuyện cổ tích gì đó chỉ là phụ thôi. Hát anh cũng chỉ hát vài câu. 80% còn lại anh kể cho con nghe về tình yêu của anh và cô. Kể rằng hai người gặp nhau như thế nào, anh đã cứu cô và lần đuối nước ra làm sao. Sau đó hai người hiểu lầm thế nào và bây giờ hạnh phúc ra sao. Những lúc như thế, An Nhi chỉ mỉm cười lắng nghe. Chính bản thân cô cũng bị chìm đắm vào những câu chuyện đó. Người ta nói ba mẹ yêu con, chưa chắc con cái sẽ được hạnh phúc, nhưng ba mẹ mà yêu nhau thì con cái chắc chắn sẽ hạnh phúc. Đứa trẻ sẽ được nuôi dưỡng từ tình yêu đó, để sau này lớn lên nó biết cách lan tỏa tình yêu cho tất cả mọi người xung quanh. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã vừa cùng nhau theo dõi xong bộ truyện ngắn vừa rồi. Hy vọng rằng nội dung hấp dẫn của bộ truyện này có thể khiến cho quý vị thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trong công việc và cuộc sống. Quý vị có cảm nhận như thế nào sau khi lắng nghe xong nội dung của bộ truyện này? Hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận để Tú Anh được biết nhé. Còn bây giờ thì Tú Anh xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập truyện mới tiếp theo.